Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Liệu Tô Tổng Chủ có cải cách thể chế Việt Nam? Ngày 6 tháng 7, AFP tiếng Việt bình luận Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có thể cải cách thể chế lâu nay của Việt Nam. AFP cho biết, trong bài viết ngay sau khi lên nắm chức Tổng Bí thư, ông Tô Lâm cho biết sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế để đưa đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đồng thời cam kết quyết tâm xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh. AFA dẫn nhận định của Trần Anh Quân, một nhà hoạt động xã hội trẻ ở Sài Gòn, cho rằng chuyện kêu gọi tháo gỡ vướng mắc thể chế không mới, nhưng từ trước đến nay chỉ là hô hào, đổ lỗi cho cấp dưới. Cái vướng mắc của nhà nước hiện nay là tình trạng đơn đảng, độc tài. Nếu ông Tô Lâm thật sự muốn giải quyết các vướng mắc của đất nước, thì nên bỏ điều 4 của Hiến pháp để cho nhiều đảng được cạnh tranh một cách công bằng, minh bạch. Thì như vậy, bộ máy chính trị mới có thể thay đổi tích cực. Hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn tiếp nhận định của tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy cho rằng, Đảng đang đối mặt với hai cuộc khủng hoảng lớn. Thứ nhất là khủng hoảng về thể chế và lý luận chính trị. Thứ hai là khủng hoảng về kinh tế. Theo tiến sĩ Vũ, chính sự khủng hoảng kinh tế này là nhu cầu đòi cải cách thể chế tăng cao. Nhu cầu này không chỉ trong dân mà ngay cả trong đảng, khi đảng viên đã trở thành nhà tư bản. Tiến sĩ Vũ cho rằng khúc mắc lớn nhất là sự hiện diện của các công ty nhà nước và các công ty được chống lưng bởi các đảng viên cấp cao. Việc này khó mà xóa bỏ nếu đảng vẫn nắm độc quyền. Ông Vũ giải thích, các chức vụ trong chính quyền từ lớn đến nhỏ đều bố trí cho các đảng viên. Điều này giới hạn khả năng của những người có năng lực khác tham gia vào việc điều hành chính quyền. Chính vì vậy, chừng nào chưa cải cách thể chế chính trị, năng lực điều hành của chính sách và kinh tế quốc gia vẫn chưa được nâng cao lên được. Việc điều hành đất nước không chỉ tập trung vào một vài người ở trên, mà nó cần có một bộ máy xuyên suốt từ trên xuống dưới của những người có năng lực. Trong các thể chế dân chủ, tất cả các cấp bậc, các vị trí trong chính quyền đều được bầu chọn dựa trên năng lực và do đó nó giúp nâng cao khả năng quản trị. Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. AFA nhắc lại vào tháng 5 năm 2022, các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới World Bank đã khuyến cáo Việt Nam cần phải cải cách thể chế để tránh 7 thu nhập trung bình và đạt được mục tiêu là quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2045. AFA dẫn bình luận của một nhà báo ở Việt Nam cho rằng, chế độ độc đảng toàn trị theo nguyên tắc căn bản nhất là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nên khi họ đưa ra quyết định về thể chế quan trọng đều cần phải có tập thể giải quyết. Nhưng khi khai triển thì họ đưa cho từng cá nhân phụ trách theo từng phần. Khi muốn có một quyết định mang tính tập thể thì bắt buộc họ phải kéo phe cánh ủng hộ cho thể chế đó để đạt được đa số mới được thông qua. Chính vì cách làm này nên suốt hàng chục năm qua đảng đã rất rối ren và bế tắc trong việc thực hiện các chính sách và các thể chế quan trọng. Nhà báo này nêu ví dụ việc ông Tô Lâm liên tiếp đắc cử từ chủ tịch nước rồi tổng bí thư một cách nhẹ nhàng. Đây là một bước thành công khi chuyển từ chế độ độc đảng toàn trị sang chế độ độc tài toàn trị. Tuy nhiên, nhà báo này nhận xét tư tưởng của ông Tô Lâm chưa cho thấy một cái gì mới mà vẫn dựa trên chủ nghĩa Mác Lênin và tất cả những đường lối bấy lâu nay. Tôi cho rằng phát biểu mới nhất của ông Tô Lâm về thể chế chỉ là hình thức bởi vì thời gian nắm cả hai chức vụ còn mới quá. Cần phải có thêm thời gian mới biết rõ ông Tô Lâm thành công hay thất bại trong vai trò của một nhà độc tài toàn trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Liệu Tô Tổng Chủ có cải cách thể chế Việt Nam? Nếu không cải cách thể chế theo hướng dân chủ hơn, Mỹ khó công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Ngày 7 tháng 8, tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy có bài bình luận Hoa Kỳ không công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đến bao lâu nữa, đăng trên diễn đàn AFA tiếng Việt. Tác giả nhắc lại thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc sau khi Tổng thống Donald Trump lên nắm chính quyền đã tạo ra một hiệu ứng quan trọng. Các nhà đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc hoảng sợ và phải tìm kiếm một kế hoạch phòng bị trong trường hợp mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc xấu đi. Hình ảnh bài bình luận trên AFA. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden kế tục các chính sách thuế đối với Trung Quốc của Donald Trump và đẩy mức thuế nhập khẩu lên cao hơn nữa và mở rộng ra nhiều mặt hàng. Tác giả cho rằng, dù bị Mỹ coi là nước có nền kinh tế phi thị trường từ lâu,
Nhưng sự đối xử của Mỹ đối với Việt Nam vẫn dễ chịu hơn đối với Trung Quốc nhiều. Đến gần đây, Việt Nam mới tích cực và cố gắng giải thích cũng như làm áp lực để được Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường. Tác giả nhận xét, nếu Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, các công ty Trung Quốc sẽ tràn ngập vào Việt Nam, lắp ráp đơn giản và đóng gói sản phẩm của họ với nhãn hiệu Made in Việt Nam để dễ dàng xuất khẩu đi Hoa Kỳ với thuế suất thấp. Khi đó, Việt Nam sẽ hưởng lợi, nhưng ngược lại, chính sách ngăn chặn Trung Quốc của Hoa Kỳ sẽ trở nên vô hiệu. Tác giả đánh giá, Hoa Kỳ chắc chắn biết rằng Việt Nam đã chính thức trở thành một đối tác chiến lược, một vành đai, một con đường của Trung Quốc. Thông qua một loạt các dự án dọc biên giới được ký kết giữa Việt Nam và Trung Quốc, như các dự án đặc khu, ba tuyến đường sắt kết nối Việt Nam với Trung Quốc và cả dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, hình ảnh những lãnh đạo cao nhất của Việt Nam hiện nay. Với điều này, chắc chắn Việt Nam sẽ bị trói buộc hơn vào Trung Quốc và các dự án này sẽ dễ dàng trở thành đòn bẩy để Trung Quốc đưa những yêu sách. Bên cạnh đó, tác giả chỉ ra một loạt các vấn đề về các cấu trúc kinh tế của Việt Nam không hoạt động theo quy chế thị trường. Thứ nhất là thị trường nhà đất không hoạt động lành mạnh. Giới tư bản đỏ với sự chống lưng của các quan chức dễ dàng giành được các mảnh đất ở vị trí tốt với những mức giá rẻ bèo. Thứ hai là luật lệ không công bằng đối với các tác nhân khác nhau trong nền kinh tế. Thứ ba là thị trường tài chính, các doanh nghiệp có mối quan hệ tốt với chính quyền có thể nhận được những khoản vay dễ dàng và ưu đãi. Các công ty nhà nước được cứu trợ và hỗ trợ nhanh chóng nếu thua lỗ. Thứ tư là thị trường hối đoái hầu như bị kiểm soát chặt chẽ. Việc chuyển đổi tiền đồng sang một số loại tiền tệ khác là rất khó khăn và tỷ giá bị chính phủ kiểm soát hoàn toàn. Thứ năm là lương bổng, việc không tồn tại một công đoàn độc lập, hoạt động vì ý nguyện của công nhân khiến công nhân không đạt được những thỏa thuận về lương bổng và các điều kiện làm việc với giới chủ. Thứ sáu là việc ưu đãi quá mức cho doanh nghiệp nước ngoài khi miễn giảm thuế doanh nghiệp, thuế đất cho họ, hình ảnh công nhân Việt Nam. Tác giả bình luận có thể nói tất cả những tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá một nền kinh tế hoạt động theo nguyên tắc của thị trường, trong đó nhà nước chỉ đứng bên ngoài, không can thiệp, đã không đạt được. Nếu Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, đồng nghĩa với việc Mỹ công nhận rằng các sai phạm mang tính cơ cấu về chính sách kinh tế của chính quyền Việt Nam là bình thường, khi đó Mỹ sẽ mất uy tín và khó mà bảo vệ được các luận điểm của mình trước các chất vấn của các đối tác kinh tế khác. Tác giả nhận định mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam có lẽ chỉ dừng lại ở mức hiện nay và khó có thể tiến xa hơn nếu Việt Nam không có một sự đột phá để cải cách thể chế chính trị sang hướng dân chủ hơn, văn minh hơn. Khi không có sự thay đổi về thể chế, thì Việt Nam vẫn tiếp tục bị xem là một nền kinh tế phi thị trường. Quả bóng cho mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam giờ đây chủ yếu nằm trong chân của Việt Nam, chứ không phải Hoa Kỳ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Nếu không cải cách thể chế theo hướng dân chủ hơn, Mỹ khó công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.